Vâng, em Chiến mến chào tất cả các bác. Đây là em giới thiệu cho các bác đến những dòng loa bass tầm tiền trong chơi trong gia đình, vừa có thể phục vụ các bác nghe nhạc, vừa có thể nghiêu nga karaoke gia đình. Thì loa bass rất là nổi tiếng ở Mỹ cũng như là đi đến thị trường Việt Nam chúng ta. Đây là model 301 Series 4 nha các bác. Series 4 là một model rất là tầm tiền. Thì bên em tuyển hàng rất là kỹ lưỡng cho các bác. Thứ nhất, các bác em đưa đến cho các bác là hàng đúng chất bãi và hàng là chưa đụng chạm ốc vít. Đây đây là e canh của em, nó rất là đẹp nha. Đây, gân là phải là gân zin và màng và tất cả tiếng loa nó phải đẹp đấy. Ốc là nguyên kiện, tất cả em test là ngon lành, chỉ việc là chờ các bác chốt thôi đấy. Và giá bên em luôn luôn cân đối cho các bác, giá tốt nhất để các bác chơi test đó là 7.500.000. Vừa rồi thì như hai bác đã lấy hai cặp rồi đấy. Cặp nào cũng đẹp hết nha các bác. Giá đã bao gồm phí ship, và nếu khi các bác á, mà chuyển khoản đủ lại các bác, em sẽ bớt cho các bác là 200.000. Có nghĩa là khi các bác mua chỉ là 7.300.000, các bác sở hữu nghe một cặp loa Boss cao cấp xịn và hàng tuyển hết nha. Những Boss này là hàng của OS nha các bác, USA nha. 301 Series 4. Dòng này nó không có Canada đâu nha các bác. Thì em không rành, nhưng mà em nhập toàn loại này là hàng của US không. Gân là gân zin, đó là hàng sưu tầm nha bác, gân zin nha. Đây, em tháo cái cành lò trùng lò cho để các bác cùng xem nè. Có thấy tiếng lò đẹp không? Sạch sỉ, thơm phức luôn. Đây nè, các bác để ý giùm em nè. 7.500.000 nha các bác, chuyển khoản đủ bớt 200 có nghĩa là còn 7.300.000. Tất cả phương thức bên em đều bán là bao ship nha. Các bác cọc tiền ít nhất 1 triệu thì vẫn là bao ship. Thật là các bác chuyển khoản đủ em sẽ bớt 200.000, đó là cái quyền lợi của khách hàng. Khi các bác chuyển khoản đủ thì rất là tiện cho em có tiền em mua tiếp sản phẩm khác. Đây là phía sau của em, nó rất là mới nha các bác, đẹp keng luôn nha. Hàng hóa là em que kỹ lưỡng cho các bác xem, các bác ở xa thì yên tâm mua hàng. Và tất cả sản phẩm bán ra đều bao zin cho các bác và bảo hành cho các bác là chưa qua tay người sử dụng Việt Nam. Để các bác thấy tiếng loa thì các bác sẽ biết được độ đẹp của nó. Đây, tiếng loa gân zin nha. Đây, gân zin. Rồi, các bác nào chốt liên hệ cho em qua hai số điện thoại màn hình nha. Boss 301 Series 4 màu đen, giá là 7.500.000. Còn Boss 301 Series 3 màu vàng là 15.500.000. Các bác nào cần sản phẩm nào thì liên hệ cho em liền. Đấy, cặp này nữa này. Cặp nào nó cũng đẹp như cặp nào hết nha các bác. Chủ yếu các bác xem tiếng loa thôi. Đấy, tiếng loa này đẹp này, long lanh thế nha. Các bác lấy cặp nào cũng được. Hàng đang về nữa nha các bác, cứ 7.500.000 một cặp nha. Em bao ship hết, chuyển khoản đủ là em lại bớt cho các bác 200.000. Này là dính gì này, dính dơ, dùng cana thì chúng ta sẽ chùi ra sạch sẽ luôn nha. Góc cạnh đẹp tuyệt vời nha các bác. Em xin chào và hẹn gặp lại các bác ở video tiếp theo.